Xin kính chào quý vị. Clip này chúng tôi cũng quay ngắn thôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu bộ quây sập thập điều quần mai, hay còn gọi là sập mai cải thọ, theo cầu của anh Quyền David, anh là người Hải Phòng. Hôm nay là ngày 24/6/2016. Chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Để quý vị nhìn thấy cái tên đây, và cũng sắp hết pin rồi, quay sáng giờ rất nhiều. Đây là chiếc dạ tiền, hiện nay là chúng tôi đang tháo rời ra, và với cái đường nét thì vô cùng tinh xảo, nó có thể nói là tinh xảo gần bằng chiếc lèo thủ chè truyền thống của chúng tôi. Bởi vì cái chiếc sập thì không được phép làm nó nét nhỏ đến cỡ như thủ chè, nó sẽ không đảm bảo cái sự an toàn trong quá trình sử dụng. Nhưng quý vị nhìn thấy đây là kênh bong tầng tầng lớp lớp, và cái sập này còn được gọi là thập điều quần mai. Thập điều quần mai tức là 10 con chim bên cây mai. Thì quý vị nhìn thấy đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là cái dạ thiền nó có 10 con chim. Còn thực ra còn bên dạ hồi nữa thì nó sẽ còn hơn. Đây chính là cái dạ thiền, và dạ thiền này là dày 10 phân, 10 cm.